rau củ muối còn gọi là cải chua. Bà con, nói như vậy nó cũng độc lắm, nhưng mà có một số người không nên ăn, ăn vào thì không tốt gì cả. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó là dương muối chua, kim chi đó, thấy không? Đồ ngâm để chua, danh sách đen, WHO đã công bố rõ ràng là độc hơn thạch tín, nguy cơ ung thư. Khi muốn ăn ta chỉ ăn 500 gram dưa muối, chia làm 2-3 lần ăn trong một tuần. Không ăn khi muối còn xanh, còn bị héo mốc, không còn tươi mà đem đi muối. Nay nữa là ngộ độc cấp tính nha bà con, nguy hiểm lắm á bà con. Tổn thương gan, ung thư gan. Khi thấy khó thở, khó chịu khi ăn là chúng ta đi cấp cứu để nhờ bệnh viện, bác sĩ giúp đỡ. Bà con ơi, rau củ muối tên nó còn gọi là dưa muối, dưa chua nha bà con, kim chi. Bà con ơi, một ngày chúng tôi ra 4 video liên tục nói về sức khỏe. Bà con thấy được thì đăng ký để nó sớm đến video với bà con và ủng hộ cho chúng tôi nha bà con. Ngày 4 video nói về chuyện đời sống và sức khỏe không thôi bà con. Đó, tuyên bố là độc hơn thạch tín nha bà con. Đó, chưa cậu muốn còn độc hơn thạch tín. Cho nên là nguy cơ ung thư. Khi muốn ăn ta ăn 50 gram dưa muối, chia làm 2-3 lần ăn trong một tuần. Không ăn khi muối còn xanh, khi bị héo mốc, không còn tươi, màu đen muối, nguy hại ngộ độc cấp tính, tổn thương gan, ung thư gan. Khi ta thấy khó thở, khó chịu là ta biết mình đã bị rồi, nhờ đến bệnh viện và bác sĩ giúp đỡ cho mình. Chân thành cảm ơn bà con, chúc bà con đã vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào. Nhớ là rau củ muối nguy hiểm lắm nha bà con ơi.